Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ tặng quý vị và các bạn một cái video có tên là Trả nợ cho ai. Thưa quý vị và các bạn, trả nợ cho ai là một cái câu chuyện mà văn phòng luật sư của tôi nhận được từ khách hàng. Có một cái chị đến văn phòng, chị bảo rằng là chị vay nợ của một cái cá nhân với số tiền là tôi cứ cho là 100 triệu đi. Thì bẵng đi một thời gian, chị và cái người mà chủ nợ đó không có liên lạc. Và đùng một cái thì chị nhận được một cái tráp từ một cái công ty đòi nợ. Họ bảo rằng là họ là chủ nợ của chị và họ yêu cầu chị phải trả cho họ một cái số tiền gì đó. Thưa quý vị và các bạn, chị rất là lo lắng. Chị cho rằng là nếu như trong trường hợp mà chị trả nợ cho cái công ty đòi nợ thì cái nợ gốc, cái giấy tờ gốc mà giữa chị và cái phía bên chủ nợ đòi thêm một lần nữa thì sao? Thưa quý vị và các bạn, một cái điều lo lắng cũng là điều có thật. Tôi có tư vấn cho chị về cái hướng để làm như thế nào vừa trả nợ vừa không bị mất tiền. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của hợp đồng vay tài sản, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận của các bên. Bên cho vay sẽ đưa cho bên vay một cái khoản tiền và bên vay chỉ trả khi mà đến hạn cùng số lượng và chỉ phải trả nếu có thỏa thuận về lãi. Hợp đồng vay tài sản thì chứ đơn giản nó chỉ như vậy thôi. Thì đối với trong trường hợp cái hồ sơ của chị khách hàng tôi thì chị bảo rằng là hai bên đã khoanh bằng một cái số tiền hồi nãy tôi vừa mới đơn cử đó là số tiền là 100 triệu. Thì quý vị và các bạn biết rồi, nếu trong trường hợp không có gì thay đổi thì đến cái thời hạn phải trả nợ thì chị khách hàng của tôi phải có nghĩa vụ trả cho chủ nợ với số tiền là 100 triệu. Chuyện này không có cái gì phải đáng bàn, nó rõ ràng, nó minh bạch. Tuy nhiên hiện tại rằng là có một cái công ty thứ ba, chị bảo với tôi rằng là có một cái văn bản là công ty đòi nợ. Thì chị có yêu cầu cái công ty đòi nợ này họ đã cho chị một cái gặp cái chủ nợ kia để các bên gặp lại nhau, chị sẽ trả số tiền này. Tuy nhiên thì công ty cái người đại diện để mà ra thì họ lại không có đồng ý. Họ bảo rằng là cái chủ nợ của chị đã giao hết khoán hết cái quyền. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta quay lại những cái vấn đề chính của cái việc này nhé. Công ty là có cái chức năng đòi nợ. Thì thưa quý vị và các bạn, công ty được cấp phép bởi Sở Kế hoạch Đầu tư của một tỉnh, thành phố. Trong đó có ghi cái nội dung, chức năng ngành nghề. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa rằng là công ty có một bên ủy quyền là chủ nợ đó, ủy quyền cho công ty để làm công việc này. Thì nói thật với quý vị và các bạn, thì tôi tư vấn chị có hai hướng. Thứ nhất rằng là nếu được thì chủ nợ đó bằng một cái văn bản ủy quyền từ phòng công chứng để cho cá nhân một cái anh A nào đó đi nhận cái số tiền 100 triệu. Thì tôi cho cái việc đó nó sẽ hợp pháp hơn, để tránh trường hợp cái số tiền mà phía bên công ty ủy quyền này sẽ có những cái khi mà người ta không đòi được. Thí ví dụ như 100 triệu mà bây giờ không đúng cái số tiền đó thì như thế nào. Và một cái luồng ý kiến thứ hai nữa là cho rằng công ty có chức năng đòi nợ thì công ty này được quyền lấy tiền và sau đó nó cũng là một trong số cái ngành dịch vụ để mà thu tiền đem về trả lại khách hàng có tính thù lao.
Thưa quý vị và các bạn, hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên là văn phòng luật sư để bảo vệ cho quyền và lợi ích hợp pháp của cái người tư vấn thì tôi đưa ra những cái phương án. Thứ nhất là tôi bảo rằng là khi chị trả tiền thì chị yêu cầu chủ nợ sẽ đến lấy cái số tiền này. Nó sẽ tránh đi những cái rủi ro rằng là có một cái sự gọi là xung đột giữa công ty đòi nợ và người chủ nợ. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa, nếu trong trường hợp công ty không có đòi nợ này thì mình sẽ yêu cầu một cái văn bản ủy quyền bằng cách là tôi tên gì đó, đây tôi đồng ý cho ông cá nhân A để làm cái việc nhận cái số tiền 100 triệu từ cái người nào đó. Tức là mình xoay đúng về cái bản chất là hợp đồng ủy quyền nhân danh và đại diện làm một công việc nào đó, có thể là có thù lao hoặc không có thù lao. Thưa quý vị và các bạn, cái việc tư vấn thì tôi cũng đã tư vấn xong đối với chị. Tuy nhiên rằng là qua cái video này thì tôi cũng muốn một cái sự phản hồi từ quý thầy cô, quý anh em đồng nghiệp để mình nâng lên cái kiến thức pháp luật. Quan điểm của tôi thì cũng có những cái quan điểm là công ty đòi nợ thì họ có chức năng đó, và sau khi họ làm dịch vụ thì họ sẽ về họ xuất hóa đơn và họ đảm bảo cái việc mà tính thù lao với bên chủ nợ của chị này. Còn một cái luồng ý kiến thứ hai nữa, đó là nếu trong trường hợp người nào vay thì trả đúng chính chủ và thông qua cái công ty này bằng một cái cá nhân thông qua cái hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền gì đó. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong cái quá trình hành nghề với tư cách là luật sư hành nghề cá nhân, tôi không thể nào biết hết tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên với một cái thông điệp cố gắng chuyển tải những cái nội dung mà những cái gì mà văn phòng có được trong thực tế để chuyển đến quý vị và các bạn, thông qua cái video này tôi cũng mong muốn có những cái phản ứng, có những cái ý kiến để chúng ta cùng tranh luận. Ngoài ra, ngoài cái hai cái khuynh hướng trên, nó sẽ có một cái khuynh hướng thứ ba nữa thì sao, thưa quý vị và các bạn. Đó là cái video tôi tạm gọi là trả nợ cho ai, để cho quý vị và các bạn biết được rằng an toàn nhất và chính xác nhất thì cứ trả cho ông chủ nợ và mình thu lại cái giấy gọi là giấy vay tiền, giấy nợ gì đó, để cho mình cảm thấy yên tâm. Dân gian mình ta có nói một cái câu là tiền trao cháo múc. Mà bây giờ mình trả tiền và mình không lấy được cái tờ giấy nợ, sau này nó có những cái thực tiễn nó phát sinh, nó rất là mệt mỏi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta không thể thoát khỏi những cái việc mà những lúc túng thiếu, những lúc mà mệt mỏi như vậy, thì chúng ta sẽ cùng nhau để nâng lên cái trình độ, cái kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam. Đó là cái mong mỏi khát khao của cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn, và cũng mong thông qua cái video này tôi sẽ gửi đến quý vị những cái anh chị đồng nghiệp, những cái anh chuyên gia, để có những cái phản hồi giúp cho tôi bật rõ hơn vấn đề làm thế nào là chuẩn xác nhất. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.